Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố do ông Nguyễn Thành Tiến, trưởng ban đô thị làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc 6 tháng đầu năm đạt 90%, công tác chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Vận hành mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 với bộ máy đúng theo quy định Nghị quyết 34 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục để đáp ứng hiệu quả các công tác của địa phương. Với mô hình mới, cơ chế vận hành mới, cán bộ công chức đã phát huy vai trò trách nhiệm, sáng tạo, chủ động trong quá trình phục vụ nhân dân. Tại buổi làm việc, phường kiến nghị thành phố quan tâm chế độ chính sách với người hoạt động không chuyên trách, quy hoạch xây dựng chợ, các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân.